Hello, lại là Ngân đây. Thì cũng là gần cuối năm rồi ha. Thì bên Ngân á, sẽ lên những cái màu sơn 3D cho cái em Honda của AB này, cho các bạn nhiều sự lựa chọn hơn nè ha. Thì hôm nay bên Ngân lên cho các bạn màu xám xi măng. Cái màu này rất là nhiều bạn hỏi luôn. Thì bên Ngân có màu trắng nữa, màu xám xi măng, màu trắng nè. Với lại nếu mà các bạn thích những cái màu nào mà Ngân không có thì cứ nhắn tin cho Ngân, tại vì bên Ngân sẽ có đặt cho các bạn màu sơn theo yêu cầu và sở thích. Chỉ cần gửi hình cái màu sơn mà bạn yêu cầu thôi qua số điện thoại Ngân là 0937753598, Ngân sẽ đặt sơn cho các bạn ha. Nè, đối với con này á, thì điểm nhấn của em nó sẽ là những cái viền màu cam ha. Đó, sẽ phó cho các bạn như chữ là A Black nè ha. Đó, em này hiện tại màu sơn 3D là bên Ngân đang bán với giá là 41.500.000. Có liên hệ với Ngân trước sẽ được giảm từ 1.500.000 cho tới 2.000.000 khi mà các bạn đặt lịch với Ngân nè. Với lại những phụ kiện như các bạn xem nè, những cái ốp này nè, inox này nè ha, làm sáng con xe mình hơn á ha. Nó sẽ có giống như là ba ga, phụ kiện của em nói như là ốp nè, mấy cái máy nè, ốp lốc máy lớn nhỏ cho các bạn. Thì bên Ngân sẽ có là giảm từ 30-70% khi mà có đặt lịch với Ngân trước luôn. Còn về cái phần góp á, các bạn chỉ cần trả trước giúp Ngân tầm 4.000.000 thôi là có thể lên hồ sơ và mang xe về cho các bạn ha. Thì những cái màu zin của em nó đó, thì như các bạn đã thấy đây, Ngân cũng có rất là nhiều luôn. Đó, cái bản này là bản tem của 2023 giúp Ngân ha. À, từ màu xanh nè, màu đỏ nè, với lại là màu đen, mà cái bản đặc biệt Ngân vẫn có đầy đủ luôn ha. Đối với cái bản màu zin này á, thì giá em nó nằm tầm rất là bình ổn luôn, nó nằm tầm 39.500.000 thôi. Rất là, nói chung là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều á. Còn đối với cái bản mà sơn bản đặc biệt á, thì màu đen á, đen nhám, thì em nó sẽ là nằm tầm 42.000.000 giúp Ngân ha. Với lại là nếu mà các bạn không biết đường mà địa chỉ đến cửa hàng của Ngân á, thì cứ nhắn tin qua Zalo là số 0937753598 thì Ngân sẽ hỗ trợ gửi vị trí nè. Với lại là Ngân sẽ hỗ trợ giảm tiền xăng xe cho các bạn khi mà có liên hệ với Ngân là từ 1.500.000 tới 2.000.000 đồng nha. Cảm ơn ạ.